chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Legend 5 thì một cái tên có thể coi là huyền thoại khi nhắc đến laptop gaming. Nếu như năm 2020 là một năm thành công của Legend 5, thì sang 2021 với sự nâng cấp đáng giá mà mức giá vẫn vô cùng hợp lý, Lenovo Legend 5 thì vẫn đang được săn đón cực kỳ nhiều. Với mức giá ở đây là hơn 28 triệu đồng, Lenovo Legend 5 phiên bản RTX 30510 nhất của năm 2021 này sẽ có gì? Thì cùng mình vào video nhé! Mặc dù vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế vì cái gì đó đã là thương hiệu rồi thì sẽ hơi khó để thay đổi, nhưng mà màu sắc là điểm xứng đáng là nhắc đến đầu tiên trên em Legend 5 này. Mới nhìn qua thì các bạn sẽ nghĩ đây là màu đen bình thường, không có gì khác biệt cả. Nhưng mà thực ra đây là màu xanh với tên gọi là Phantom Blue. Thì ở nhiều góc độ ánh sáng khác nhau thì màu xanh cũng sẽ hiện ra khác nhau. Theo cá nhân mình thì màu xanh của phiên bản mới này đẹp hơn màu đen rất là nhiều, mặc dù vẫn là thiết kế cũ và bề mặt trước vẫn là phủ sơn ly. Logo của Lenovo và Legend vẫn được đặt ở hai góc máy. Chính vì thế mà màu xanh đã tạo điểm nhấn mới trên mẫu Legend năm nay. Thiết kế của Legend 5 thì được cân bằng giữa hiệu suất chơi game và khả năng di động. Vì vậy thì dù là laptop gaming thế nhưng mà Legend 5 khá là thanh thoát, lịch lãm với lớp vỏ ngoài rất là vuông vức này, gọn gàng này. Bề mặt lưng của Legend 5 thì được làm từ hợp kim nhôm, vô cùng mát và mịn. Tuy nhiên thì bề mặt này hơi bám vân tay khá là nhiều, muốn giữ laptop sạch sẽ thì các bạn nhớ lau chùi thường xuyên nhé. Phần bản lề thì các bạn có thể mở ra đầu bằng một tay và bản lề này có thể mở được là 180 độ. Tổng thể hoàn thiện rất là cứng cáp, độ rơi của bản lề cũng rất là thấp, khung bàn phím thì cực kỳ chắc chắn, hoàn toàn không có hiện tượng flex nào cả. Và đến phần màn hình thì đây sẽ là màn hình tỷ lệ 16:9 15,6 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS, độ sáng là 300 nit với 100% sRGB, 89% Adobe RGB. Bốn cạnh viền đều mỏng này, cạnh trên thì được trang bị webcam chất lượng HD. Màn hình này thì sẽ có tần số quét là 160Hz, hỗ trợ AMD FreeSync, G-Sync, tốc độ phản hồi là 30ms cho chất lượng hiển thị hình ảnh và màu sắc tốt, độ nét cao với góc nhìn rộng. Thì hướng tới người dùng ở đây không chỉ là game thủ này mà còn là những người làm về đồ họa, sáng tạo nội dung, cần laptop cấu hình cao để làm việc thì màn hình của Legend 5 hoàn toàn có thể đáp ứng được. Cộng thêm cả là màn hình này thì còn hỗ trợ là công nghệ Dolby Vision giúp hình ảnh của các bạn có chiều sâu hơn, màu đen màn hình cũng sáng hơn nhờ độ sáng cao, giúp bạn quan sát tốt hơn khi mà chơi game. Về hiệu năng thì mình cũng khuyên là các bạn nên nâng cấp thêm một thanh RAM để có thể đạt mức FPS tối ưu hơn, 512GB SSD và card đồ họa NVIDIA RTX 3050. Thì bây giờ cùng xem qua phần trải nghiệm hiệu năng một vài tựa game đã nhé. Trong 2 năm gần đây thì các mẫu laptop gaming của Legend luôn được đánh giá cao về tản nhiệt khi mức nhiệt độ luôn giữ ở mát mẻ và xung nhịp ổn định. Ở Legend 5 2021 thì sẽ tiếp tục phát huy điểm mạnh này. Ở đây sẽ trang bị hệ thống tản nhiệt gồm 2 quạt 4 ống đồng, trong đó thì sẽ có 3 ống đồng tản nhiệt trực tiếp cho GPU. Thêm vào đó thì còn được hỗ trợ bởi phần mềm với tên gọi là Legend ColdFront 3.0 thế hệ mới, đảm bảo hiệu suất máy cao nhưng mà vẫn duy trì trạng thái mát mẻ, tiếng ồn ở mức thấp. Ở đây thì Legend ColdFront 3.0 thì là sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm này, cho phép hiệu suất cao hơn, luồng không khí tốt hơn và nhiệt độ hệ thống thấp hơn để phần cứng có thể đạt hết hiệu suất tối đa, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các bạn. Một phần nữa thì cũng liên quan đến trải nghiệm chơi game chính là bàn phím. Bàn phím của Lenovo trước giờ theo như đánh giá của mình cũng như là rất nhiều người thì rất là tốt. Bàn phím này thì là bàn phím với tên gọi là Legend True Strike, cho cảm giác bấm mềm hơn, độ chính xác cao hơn và có cả LED RGB được điều chỉnh theo 4 vùng tùy chọn. Hành trình phím sâu này, độ nảy phím hợp lý, phím bấm lớn, có thể nói chung là cảm giác gõ siêu siêu thích. Touchpad thì vừa đủ dùng, tuy nhiên trên laptop gaming thì mình vẫn sẽ ưu tiên sử dụng chuột rời để có thể chơi game tốt hơn. Cổng kết nối thì siêu siêu nhiều rải rác xung quanh máy, tập trung chủ yếu là sẽ phần đằng sau của máy này để các bạn có không gian sử dụng chuột hơn này, tránh vướng vào các dây kết nối. Tổng cộng thì chúng ta sẽ có là 4 cổng USB Type-A, 2 cổng USB Type-C, 1 cổng HDMI, 1 cổng mạng LAN RJ45, cổng nguồn và jack audio combo. Bên cạnh phải của máy thì sẽ còn có một chiếc lẫy để đóng mở webcam, tăng tính bảo mật cho máy nữa. Ở đây thì được trang bị là
viên pin 4 cell 60Wh thì mình khá ấn tượng với thời lượng pin, khi mà nếu các bạn chỉ sử dụng để lướt web này, xem phim này, đánh văn bản thì có thể sử dụng lên đến 7 tiếng đồng hồ. Còn nếu như chơi game thì vẫn nên cắm sạc vào để cho hiệu năng ổn định hơn. Tổng kết lại thì với một thiết kế đẹp, mức giá khá là ổn hơn 28 triệu đồng khi được trang bị hiệu năng tốt là AMD Ryzen 5 kết hợp với cả RTX 3050, độ bền bỉ cao khi mà sử dụng được lâu dài thì Legion 5 vẫn rất là xứng đáng là mẫu laptop nhận được nhiều sự lựa chọn trong năm 2021. Cùng với cả chế độ bảo hành 2 năm Lenovo Premium Care hỗ trợ khách hàng 24/7 qua điện thoại này, qua chat này, qua email này, hỗ trợ tận nơi sửa chữa và bảo hành, hỗ trợ phần cứng, phần mềm, kiểm tra tình trạng máy bất cứ lúc nào, thì đường link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video cho mọi người có thể click vào nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.